Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người đến với cái video tiếp theo, một cái video bùng nổ về tặng quà cũng như là giảm giá chim nhân cái dịp kênh mình đạt 38.000 người đăng ký. Hiện tại thì mình vừa mới đi rẫy về thì cũng phải xin thông báo lại cho mọi người một lần nữa, đó chính là tuần này mình đang là vào vụ sầu riêng, mình đang sửa ống nước các thứ ở trên rẫy rất là bận, cho nên là những cái video sẽ ít hơn, cũng như là đăng video tần suất nó cũng sẽ ít hơn. Tuy nhiên để bù lại cho cái chuyện đấy thì ngày hôm nay mình có một cái niềm vui rất là lớn. Thứ nhất đấy là kênh mình đạt thêm 1.000 người đăng ký nè, là nhất. Thứ hai là kênh mình đạt tổng cộng 15 triệu lượt xem. Đối với một người bình thường như mình thì cái việc mà kênh mình được tổng 15 triệu lượt xem thì đối với mình rất là vui. Đối với người khác thì nó là bình thường, tại vì người ta lớn, còn như mình nhỏ thì được như thế thì cũng rất là vui rồi. Thì tổng hai cái đó lại thì hôm nay mình sẽ có hai cái chương trình, thứ nhất là quà tặng và thứ hai là giảm giá. Quà tặng ở đây là cái gì? Thì quà tặng ngày hôm nay vẫn như cũ thôi, sẽ là mỗi người chúng đánh số chúng thì sẽ được 5 bịch cám hoặc là một con chim hút mật 5 màu truyền. Đó. Thì tuy nhiên nha, để mà nhận chim ấy thì mọi người phải ở gần mình cơ. Chẳng hạn như là chỗ nào mà mình cảm thấy là gửi dễ dàng ấy thì mọi người mới nhận chim được. Còn đâu chẳng hạn như ở xa miền Trung, miền Bắc hay gì đó, hay là dưới Cà Mau các thứ ấy, thì mọi người không nhận chim nha, mọi người chỉ nhận cám thôi, để gửi shipper tận nhà cho nó tiện. Còn như ở gần mình chẳng hạn như Vũng Tàu, Bình Dương, thành phố, Đồng Nai, Lâm Đồng các thứ đó, ở gần mình thì sáng mình đi rẫy cái mình tạt ra ngoài đường, mình đón xe mình gửi cái là xong, là mình đi làm thôi. Còn như miền Trung, miền Bắc gì ấy, gửi thời gian nó không có linh hoạt và cước cao nữa, cho nên là xin phép mọi người là sẽ tặng cám nha. Nắm rõ cái này giúp mình là thứ nhất. Còn cái thứ hai là tối ngày hôm nay mình khoảng 8 giờ tối mình sẽ live stream và bán một số chim hút mật 5 màu và 7 màu, giảm giá 150 một con. Nghĩa là chẳng hạn như một con đấy giá nó 500 đi thì chỉ bán 350 thôi. Đó, thì ngày hôm nay có hai cái chương trình như thế thì mọi người có thể tùy. Đấy, thì trước hết thì vào vào coi cái video này, đánh số trước cái đã này, nghe không? Đánh số xong rồi bắt đầu tối nay lên live stream. Đó, có mua chim giảm giá thì mua. Sau khi mua chim giảm giá xong thì sẽ đến cái chương trình bốc số tặng cám và tặng chim. Đó, coi như là hôm nay bùng nổ luôn. Đó, mình mới đi làm về tự nhiên là năng lượng cũng rất là nhiều, còn rất là nhiều người. Rồi thì sơ qua về cái chương trình ngày hôm nay là như thế. Tiếp theo là mình sẽ quay sơ qua về cái bán cám. Thì cái chuyện bán cám ấy thì cám giá, cám Lê Thịnh đã lên từ bữa giờ rồi, chắc cả từ tháng 8 giờ rồi. Tuy nhiên thì ở năm ngoái hoặc là đầu năm thì khi mà cám chim hút mật nó chưa hot ấy, thì cám giá của nó là mình bán 270 một ký, bao ship tặng một gói. Tuy nhiên là từ tháng 8 đến nay là giá nó đã lên 300.000 một ký, bao ship tặng một gói rồi. Tuy nhiên một số người không biết là coi video từ hồi nào, là khi mà mua cám thì không hỏi giá rõ ràng, xong rồi khi mà ship tới nơi lấy 300 thì cứ nghĩ là mình bán đẻo. Đấy, nhưng mà thật ra là khi mỗi cái video mình bán cám hay là bán chim hay nữa thì bất kỳ một cái gì mình bán lên mình đều để giá trên màn hình. Mình là người như thế, rõ ràng rành mặt, cái gì cho tặng thì nó ra tặng. Còn cái gì bán là ra bán, rõ ràng rành mặt, chuyện nào ra chuyện đấy. Mà chim hay cám thì giá vào thời điểm nào thì bán theo thời điểm đấy. Chẳng hạn như chim hôm nay thì đâu thể nào mà coi cái video năm ngoái để mua được. Hay là cám hôm nay giá như thế này thì cũng đâu thể nào coi cái video năm ngoái, giá cám năm ngoái để mua cho thời gian này được. Đúng không? Thành ra là mong là mọi người trước tiên là hiểu về cái cám trước. Cám mình bán như thế nào thì giá mình để trên màn hình như thế, không khác, không thay đổi, và tùy vào thời điểm nha. Rồi bây giờ mình sẽ quay cho mọi người một số cái cám mà mình bán ngày hôm nay. Tại vì mấy clip trước bán chim mình thường không bán cám, clip này thì mình sẽ quay một số cám hiện có ở nhà mình nha. Rồi đầu tiên là cái bao cám mới về ngày hôm nay, vừa về tức thời luôn mọi người. Đây có tên mình đây, tên Hoàn này.
Đó, cái nái cám này là anh Lê Thịnh anh gửi cho mình, về cái cám bổi rất là nhiều người hỏi, tuy nhiên là vì lý do là cái cám này nó rất là ít hàng mọi người ơi, cho nên là sẽ không có thường xuyên đâu. Thì như bình thường mỗi lần mà cám bổi về là mình nói mọi người rồi đấy, ai có mua thì đặt luôn. Chẳng hạn như là này, đây cái cám bổi mới về đây mọi người, ngày 5 tháng 11, ngày sản xuất luôn này, không mới này, hột này. Đấy thì thường mỗi khi mà cám bổi về thường thì chỉ được có 10 kg thôi. Và mình có đăng video hay là cũng như là trực tiếp lên nói là cám về rồi này. Đấy mọi người ai có nhu cầu mua cám bổi thì mua đi. Mà mọi người không mua, chẳng hạn như mọi người bảo ôi tao còn 2 gói tao ăn hết rồi tao mới mua. Nhưng mà cái cám này ấy nó đâu có thường xuyên đâu, lúc có lúc không. Thành ra là nếu mà muốn mua cám này hoặc là hay là trong là khoảng 10 ngày nay rất là nhiều người cứ đi hỏi cám này. Tuy nhiên ấy, là cái lúc mình bán thì không mua. Đấy thì bây giờ hôm nay là về này. Đó, hôm nay về này. Đấy, mọi người có nhu cầu mua cái cám bổi này thì đặt luôn, mua luôn. Đấy, đây này. Đó. Đó, mới nguyên luôn. Mới nguyên hết, tất cả đều hạn sử dụng ngày 5 tháng 11 hết. Đó. Thì đấy, mọi người có nhu cầu mua cám bổi thì gọi điện vô mua luôn. Cùng với đó là cám dưỡng này, cám dưỡng bên này. Đó. Cám dưỡng thì ngày sản xuất là ngày 6 tháng 11. Đó. Mới về thì đấy, mọi người có nhu cầu mua thì cái cám này thì bây giờ đã có khá là ổn định rồi. Tuy nhiên cái cám này thì thật sự là khoảng 2 tuần thì mới có được khoảng 10 kg mà thôi. Đấy, cho nên là mua thì vô chơi luôn ha. Rồi, tiếp theo là cám sắc tố này. Đó, cám sắc tố lông này. Rồi, 35 ngàn. Để báo giá lại nha, thôi mình để giá trên màn hình luôn đi. Cám bổi 20, cám dưỡng 30, sắc tố lông 35, rồi cám VIP 40. Mua cám dưỡng, cám sắc tố, cám VIP mua 10 tặng 1, bao ship tận nhà. Còn cám bổi thì mua 10 chỉ có bao ship thôi chứ không có tặng. Tại vì cám đó nó rẻ cho nên là không có tặng được mọi người. Rồi tiếp theo là cám gian, cám gian thì nó rẻ hơn một xíu. Đang có chương trình để cho mọi người biết đến cái cám này hơn. Thì cám gian thì đang có cái chương trình là giảm bớt 5.000 đấy. Chẳng hạn như là trên cái bao bì in 30.000 nhưng mà chỉ có bán 25 thôi. Đối với lại cám dưỡng và cám hot. Đấy, cám hot là 35, cám dưỡng là 30, còn cám bổi là 20.000 một lạng nha. Đây là đơn vị một lạng hết, mình có để giá trên màn hình nha. Rồi tiếp theo bữa nay còn có một cái món mới nữa, đó chính là cái túi chim. Đó, túi chim bữa nay về rồi nha. Túi này là túi lưới. Đó, túi lưới thì 5.000 cái nha mọi người. Đấy, này là bóp vô rồi, tuy nhiên là đựng hút mật ngon lắm. Nó đựng hút mật bằng cái túi lưới này thì nó làm sao mọi người, nó thoáng, nó không có bị ngộp con chim, chim nó không bị hầm hơi ấy. Thì nó khóa khá là khỏe. Rồi, còn ngoài ra thì có thuốc nữa thì cũng vẫn vậy thôi. Ha. 30.000 lọ. Rồi, nói chung là tóm tắt lại cái video ngày hôm nay là gồm có báo lại giá cám cũng như là báo cám bổi Lê Thịnh mới về này. Cùng với đó là ai mà muốn tặng quà thì đánh số dưới cái video này. Cùng với đó là tối nay có cái chương trình là bán chim giảm giá 150.000 đối với lại mỗi con chim. Đấy, chẳng hạn 500.000 thì bán 350, ví dụ vậy. Đó ha, là tất cả những gì có trong video ngày hôm nay. Rồi, mọi người hãy đánh số đi, rồi tối nay live stream lên quay số luôn nha.